Yahoo! Xin chào mấy bạn. Chúc các bạn một buổi chiều thật vui vẻ. Hôm nay không biết tôi sẽ hóa thân thành nhân vật gì nữa, nhưng mà chắc chắn tôi là một sinh vật đến từ ngoài hành tinh thì phải. Để tôi cố gắng thoát ra ngoài cái nào. Hả? Gì đây? Sao tôi lại là một chiếc xe đầu kéo chứ? Xin chào Optimus. Hả? Ngươi là một Transformer, ngươi đến đây theo lời cầu cứu của các sinh vật trái đất này. Thì ra ta là một Transformer. Ta đến nơi này gọi là trái đất theo lời cầu cứu của những sinh vật khác. Nhưng mà ngươi là ai? Tại sao giọng nói của ngươi lại phát ra trong người của ta? Tôi là một lập trình tự động trong cơ thể của ngươi. Hả? Nào hãy đi giải cứu hành tinh này đi. Được rồi, tôi đi ngay. Thật không ngờ hôm nay tôi lại hóa thân thành một nhân vật hết sức đặc biệt. Nhưng ở cái hình dạng xe đầu kéo như thế này, lỡ đâu tôi gặp những sinh vật dữ tợn, làm sao tấn công lại bọn chúng chứ? Ngươi đừng sợ, tao chết mẹ tụi nó. Hả? Khó, chết mẹ con. Trời đất ơi, lại có thêm một thứ máy móc nữa. Tránh xa bọn ta ra, đừng giết bọn ta, tránh xa bọn ta ra. Không, xin đừng hiểu lầm. Ta tới đây với nhiệm vụ để giúp các sinh vật tại hành tinh này. Nhưng mà sao các ngươi hoảng hốt quá? Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Chúng tôi bị một lũ máy móc ngoài hành tinh tới đây tấn công. Bọn chúng đang tìm một thứ gọi là sức mạnh của lõi trái đất. Chúng tôi làm gì biết thứ đó? Bọn chúng giết chúng tôi quá trời luôn. Được rồi, để tôi đi xem thử bọn chúng là bọn nào. Ở đằng kia, phía trước thôi. Trời đất ơi, bọn chúng là lũ chim máy móc hay sao? Trông bọn chúng lạ quá. À đúng rồi, lập trình tự động, hãy cho ta thông tin về bọn chúng đi. Bọn chúng là tàu robot Mega đến từ hành tinh Hắc Ám, chuyên tìm kiếm năng lượng sức mạnh trong dãy ngân hà. Đau quá, có ai cứu tôi không? Khốn kiếp. Đây, anh bạn sinh vật to lớn, hãy chạy đi, tôi sẽ cản những thứ đó lại. Không, chết tiệt, cái lũ robot chim, sao chúng ngươi ác quá vậy? Hãy chết đi. Optimus, hãy hấp thu viên năng lượng kia đi, nó sẽ tốt cho ngươi. Hả? Viên năng lượng này hồi nãy rơi ra từ trong bụng của sinh vật khổng lồ trái đất. Đúng rồi, chắc có lẽ bọn chúng phát hiện ra nên tấn công sinh vật đó. Nhưng không được, đây không phải đồ của ta, ta không lấy đâu. Đồ ngu ngươi không lấy để bọn robot xấu lấy thì sao? Hả? Đúng rồi ha. Thôi được rồi, để ta lấy. Nhưng mà ta nói cho ngươi biết lập trình tự động mà, ngươi không được chửi ta ngu đó. Mặc dù ta không có thông minh. Biết rồi cha rồi. Gì vậy? Gì vậy? Trời đất ơi, cơ thể của tôi. Chúc mừng ngươi, chỉ có năng lượng người ngươi sẽ thay đổi dạng mạnh hơn. Thì ra là vậy. Hay lắm. Từ một chiếc xe đầu kéo đơn giản, bây giờ đã chuyển sang một khổ xe tăng có khẩu đại bác bắn ra laser. Thật là quá mạnh. Được rồi, chúng ta lại tiếp tục lên đường giải cứu những sinh vật ở đây nào. Thế là tôi cũng bắt đầu lăn bánh. Tôi chạy một hồi thì từ vùng nóng nực chuyển sang vùng lạnh giá. Không ngờ tôi đã tới được Bắc Cực rồi. Nhưng điều kỳ lạ là ở nơi đây rất nhiều sinh vật đã bị chết. Xác của bọn chúng nằm ngổn ngang khắp mọi nơi. Hả? Thứ gì ở đằng kia vậy? Bọn chúng là robot viết đi thuộc bộ tộc Mega bóng tối. Hãy cẩn thận với bọn chúng. Ý, lại là lũ Mega bóng tối. Chắc chắn bọn chúng là thủ phạm đã giết những sinh vật ở đây. Được rồi, tôi sẽ tới đó và phá hủy bọn chúng. Sẵn thử sức mạnh với cái cơ thể mới này luôn. Bọn chúng thả cái thứ gì sau lưng vậy? Cảnh báo nguy hiểm, chạy lẹ. Trời đất ơi, ta không hàng nhát, không rút lui như vậy đâu. Đó, ngươi thấy chưa, lập trình tự động. Ta đã phá hủy được một con robot rồi đó. Tiếp theo con thứ hai nào. Hồi nãy mình bắn chúng ở điểm nào mà khiến con robot trước bị phá vỡ ta? Cái điểm màu đỏ trong bụng kia. Đúng rồi, chắc chắn đó là điểm yếu. Chết đi. Ngươi thấy chưa, lập trình tự động. Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Việc gì mà khó quá thì ta hãy bỏ qua ha. Nói tầm 7 tầm 3 không à. Được rồi, lũ robot biết đi ở quanh đây chắc chắn sẽ có viên năng lượng của lõi trái đất gần đây mà thôi. Chúng ta sẽ đến đó nào. Mau, giao viên năng lượng ra cho ta.
Hiểu không? Ngươi sẽ chết. Không, không bao giờ. Một con rồng robot ba đầu khốn kiếp, chắc chắn nó thuộc phe của Mega bóng tối rồi. Dừng lại, dừng lại. Ngươi không được làm hai sinh vật tại trái đất này. Cái gì thế kia? Một cỗ xe tăng tự động mà. Thật đáng ghét. Mày ở đâu tới vậy? Dám cản việc của tao, tao sẽ phanh xác mày. Hả? Optimus, hãy tỉnh dậy đi, tỉnh dậy đi. Có vẻ như cơ thể tôi bị phá hủy rồi. Năng lượng của tôi không còn nữa. Tôi sẽ kích hoạt năng lượng dự phòng cho ngươi, rồi hãy bỏ chạy đi. Hả? Đúng rồi. Dài, dài. Là viên năng lượng của lõi trái đất kìa. Không lẽ từ trong cái xác của sinh vật mà bị con rồng ba đầu này giết hay sao? Đúng rồi. Mau hấp thu nó nhanh đi. Đúng rồi. Dài. Wow. Tôi biến thành một người máy robot rồi nè. Hay lắm. Thật đáng ghét. Người dám phỏng tay trên của ta. Không những ta làm như thế mà ta còn kết liễu người luôn. Chủ nhân của ta Mega Trần sẽ tiêu diệt người. Không ngờ tất cả những robot hắc ám mà mình gặp chỉ là bọn lâu la lục lạc mà thôi. Và thủ lĩnh của bọn chúng là Mega Trần. Được rồi, nhanh chóng đi tìm kiếm hắn nào. Vâng, thưa các bạn, sau khi đến trái đất này để làm nhiệm vụ, tôi vô tình nhặt được hai viên năng lượng của lõi trái đất, cũng khiến người của tôi hấp thu và bắt đầu chuyển đổi thành một dạng robot vô cùng đặc biệt, giúp cho tôi tăng khả năng chiến đấu cũng như di chuyển lên họ. Sau đó tôi lại tiếp tục đi khắp trái đất này để tìm kiếm kẻ thủ lĩnh của bọn Mega bóng tối có tên là Megatron. Nhìn kia có nhiều quái vật phóng xạ đã bị chết, chắc có lẽ Megatron đã gây ra. Tôi đã thấy rồi, chắc có lẽ tình chùm cuối đó. Hắn tưởng rằng những quái vật này đã nuốt viên năng lượng lõi trái đất, nên hắn giết từng con, móc bụng từng con để tìm kiếm. Thật tội nghiệp cho bọn chúng. Optimus, hắn mạnh lắm. Thôi chúng ta xin nghỉ phép đi, tôi sợ chết quá. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này. Ngươi là lập trình tự động mà cũng tham sống sợ chết hay sao? Không được, đã tới mức này chúng ta phải làm tới cùng. Nếu không, tất cả sinh vật trái đất này sẽ bị lũ Mega đó giết chết hết mất. Vào, giao viên sức mạnh cho bọn ta. Nếu không, cả cánh rừng này, gia đình của ngươi sẽ bị thiêu rụi. Không, các ngươi đừng hòng lấy được thứ đó. Ta chết không không nữa. Lại là cái lũ robot tàn độc đó nữa. Lần này bọn chúng còn mô phỏng cả hình dạng của các sinh vật trên trái đất này. Được rồi, tôi sẽ nhanh chóng tới đó tiêu diệt bọn chúng để cứu những sinh vật phóng xạ ở đây. Sao ngươi giết đồng loại của mình? Ngươi cũng là một robot mà. Không, tôi khác với bọn chúng. Tôi là một Transformer. Tôi nhận thông tin tín hiệu mà các bạn đã gửi ra ngoài vũ trụ và đến đây để giúp các bạn. Còn bọn chúng là robot Mega bóng tối sẽ đối đầu với tôi. Được rồi. Cảm ơn. Hãy tìm chỗ nào đó núp đi. Không, dừng lại đi. Hả? Dừng lại đi. Có chuyện gì nữa? Bọn chúng đang cố gắng tàn sát những sinh vật để tìm kiếm những viên năng lượng của lõi trái đất. Tôi đang giữ một viên nè. Tôi cảm thấy mình không thể nào giữ được nữa, nên tôi muốn gửi nó cho ngài. Hả? Không được. Bởi vì khi tôi đụng vào, viên năng lượng sẽ bị cơ thể tôi hấp thụ hết. Không sao đâu. Coi như đây là món quà chúng tôi tặng cho ngài để trả ơn ngài bảo vệ nơi đây. Hãy lấy đi. Được rồi. Thế được rồi. Dài. Wow. Trông ngài thay đổi, trở nên tinh tế và đẹp hơn rất nhiều. Nhưng mà hãy làm ơn đánh đuổi bọn chúng ra khỏi hành tinh của chúng tôi đi. Được rồi, tôi sẽ cố gắng hết sức. Tôi cảm nhận chùm cuối Megatron đang ở phía trước, hãy cẩn thận. Ta biết rồi, lập trình tự động. Đến lúc chúng ta phải đối mặt với hắn mà thôi. Trời đất ơi, không ngờ nơi đây hắn đang tụ tập và tạo ra rất là nhiều sinh vật có hình dạng của các quái vật phóng xạ. Không hay rồi, phải ngăn chặn thôi. Khốn kiếp, kẻ nào dám phá binh đoàn xâm lược của ta? Là Megatron kia, tôi sợ quá, tôi chạy trước đây. Hả?
cái con lập trình tự động này. Trời đất ơi, mày có mất mát cái gì đâu mà mày sợ chết dữ vậy? Vậy được rồi, để tao một mình chống lại hắn. Khốn kiếp, không ngờ ta lại gặp một Transformer trên cái hành tinh nhỏ bé này. Mày cả gan mình chống lại ta, hôm nay là ngày tàn của ngươi. Hả? Khả năng chiến đấu của hắn mạnh quá. Nếu cứ tiếp tục như thế này thì mình sẽ bị tan xác mất. Ngươi còn non và xanh lắm, chuẩn bị xuống địa ngục đi, tên Transformer kia. Không hay rồi, lập trình tự động mau tìm điểm yếu của hắn. Tôi đây, chém vào lưng hắn, năng lượng hắn đang ở đó. Hay quá, cảm ơn ngươi lập trình tự động. Ta tưởng ngươi bỏ ta đi rồi chứ. Không có chi. Vâng, và đây cũng là cái chiến tích đầu tiên mà tôi tới hành tinh mang tên trái đất để giải cứu hành tinh này. Kể từ đó, tên tuổi Optimus từ đây vang xa khắp cả vũ trụ. Đến lúc rồi, tôi sẽ lại đi nhận nhiệm vụ và giải cứu hành tinh khác. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.